Hey, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em xin chia sẻ cái khoản chúng ta chuyển ngữ chi tiết. Thì mấy video trước là em có chia sẻ cái phần chuyển ngữ, chuyển phong qua lại với nhau, những cái thư mục mà phong nó chứa những cái file chấm môi hay là những cái phong tiếng Trung chuyển qua tiếng Anh hoặc là tiếng Nga chuyển qua tiếng Anh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính. Khi mà chúng ta đã làm mấy cái bước đó hoàn thành xong ổn hết rồi, mời các anh em ví dụ đây, ví dụ trước anh lấy chuột phải mà nó vẫn có cái phòng này là vậy, thì làm sao để chúng ta biết cái này là cái gì? Đấy, đòi hỏi cái đơn giản á, là các anh em phải có mạng internet là cái nhất, cái thứ hai là chúng ta phải dùng cái Google để chúng ta dịch. Ví dụ các anh em muốn dịch tiếng Nga, hiện nay các anh em chọn đây tiếng Nga ha. Đây N đây, chọn đây tiếng Nga đó, hoặc cái bản nguyên về tiếng Nhật hay tiếng gì đó thì chúng ta chọn ở đây. Rồi chúng ta muốn dịch qua tiếng Anh thì chúng ta lên này tất nhiên là phải chọn tiếng Anh để cho nó dịch, giống như đây là đang tiếng Trung, đây là đang dịch qua tiếng Anh gì đó. Rồi bây giờ làm sao để em biết được những cái tên nào mà em cần chuyển đổi? Ví dụ cái này đấy, khi mà các anh em dùng trên Windows gốc á, các anh em sẽ thấy được ha, sẽ thấy được ở đây nó là cái tên gì ha, ở đây nó là cái tên gì. Còn ở đây chúng ta không có dùng Windows gốc thì rất là khó để chúng ta phân biệt, chúng ta xác định được nó là cái tên gì. Em ví dụ đi, ví dụ vài tên đi các anh em mình nha. Đấy, các anh em thấy không, ở đây là bin tu ta này, bin tu tu ta à, các anh em thấy không, khi mà chúng ta click click vào một cái file SE ha, các anh em click vào một cái file SE thì các anh em sẽ thấy thấy được những cái lỗi nó còn tồn đọng đây. Ví dụ tìm một cái file ESE này, các anh em thấy không, ở đây trên này có bin tu ta nè, ở dưới này nó chưa đổi nè mà nó có chữ u nè. Rồi bây giờ em gõ cái từ bin tu starbase này để em dịch qua tiếng Trung, có nghĩa là các anh em cần hai trang, một trang là từ tiếng Trung qua tiếng Anh hoặc là các anh em dùng tiếng Nga thì ra tiếng Anh, và một trang dịch ngược lại là từ tiếng Anh qua tiếng Trung đó. Có nghĩa là các anh em dùng hai trang để chúng ta dịch qua dịch lại, để làm chi? Để chúng ta tìm cái từ khóa của nó. Đây em ví dụ cái từ notepad là nó ra tiếng Trung là tiếng này, em ra là em phải dùng cái từ tiếng Trung này em tìm thì nó mới ra chuẩn được. Đây em ví dụ nha, ví dụ cái ảnh này nè, ví dụ cái hình thực tế đi. Đây em ví dụ đó, em kéo cái này qua cái này em dễ thấy ha. Đây các anh em thấy coi có cái tên nào nó giống không? Đây không có tên nào giống ha, hầu như là không có tên nào giống nè. Rồi bây giờ cái này không đúng rồi nè. Rồi em hồi nãy em có gõ gõ em nói là cái từ bin tu ta, cái anh em gõ gõ thử bin tu ta ta bát nè, ở dưới đây nó có gợi ý nè các anh em mình nha đó. Ví dụ chúng ta không có biết là đúng hay sai thì chúng ta cứ dùng cái từ gợi ý có sẵn. Rồi bây giờ để em coi lại cái nè, đâu rồi nè, tab 3 ta sk 3 ta sk 3 r đây. Đấy. Rồi bây giờ các anh em chuyển cái này qua ha. Rồi chúng ta nhìn nè, nhìn đây cho nó dễ quan sát đó, các anh em nhìn coi coi nó có cái tên nào giống không, có cái tên nào giống không ta, chữ này, cái gạch này hình như là không không giống lắm. Cái chữ này là hình như cũng không không được giống lắm. Ui da, có cái chữ này giống nè các anh em mình nha. Đấy, cái chữ này giống nè,
một chữ giống này. Còn cái chữ trước đó, chữ chữ trước này nó là có giống như chữ B kéo xuống, nó chỉ có một tên duy nhất là giống ra đây mình nha. À, đúng cái tên này nè, cái tên ngay cái con trỏ chỉ luôn đó, là nó nằm ở đây, đây nó nằm ngay đây luôn nè, đấy cái tên đó đó. Cái này thấy không, cái này hơi hơi đặc biệt, hơi khó khó quan sát nữa đó. Rồi à, chúng ta đã tìm ra được một cái từ giống. Bây giờ các em search cái từ đó ha, tìm cái từ đó bằng tiếng Trung trong cái khóa ghi chi của chúng ta. Đây. Bây giờ các em tìm được cái từ giống mà ha. Các em lưu ý giúp em trên cái trình duyệt web á. Rồi. Để em tắt cái tiến trình cái lệnh cắt copy đi, nó chạy nó mát mát hay sao mà đây nè. Không biết nó có mát mát không mà em giờ em cắt copy dán hết cho luôn rồi. Rồi. Lạ ta, bây giờ hết cho cắt copy luôn rồi. Rồi, lỗi này bị là khỏi làm ăn gì được luôn á. Ngộ vậy. Đấy, cái này thì được. Em ví dụ đi, Ctrl C nè. Bây giờ em dùng cái viết tắt luôn cái này mình nha. Giờ nó không có cho ấy rồi, em chấp nó luôn. Đó, rồi. Rồi em chấp nó luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái chương trình Gimaget Dress Workshop. Đây để chúng ta tìm cái từ đó à, cái này bấm Ctrl F ha. Rồi cái này dán cái từ tiếng Trung nó vô ở đây, vô đây nó có cho bát này, cái này mình nha. Rồi chúng ta tìm, nó tìm coi coi nó còn mấy khóa, chúng ta đổi hết từ tiếng Trung qua tiếng Anh luôn. Đây cái này kéo cái này lên nè, đấy ha, kéo lên đây. Đó cái này em thấy không, khá là nhiều tiếng Trung, thấy thèm chưa. Đó, bây giờ chúng ta bật sức chúng ta đổi luôn nè. Đây, chúng ta kéo này qua xíu. Đó, chúng ta coi cái đường dẫn, ở đâu là cái đường dẫn nha. À, ở đâu là cái đường dẫn nè. Đó. Rồi, cái đường dẫn file. Đấy, rồi phía sau này là cái tên nè. Đấy, cái này thấy không? Kéo càng dài thì nó càng nhiều nè. Đó. Cái nào nó còn tiếng Trung thì các anh em cứ copy và đi dịch nó thôi. Rồi bây giờ đấy à, bây giờ em sẽ tìm đâu đâu rồi, đây cái này ví dụ đây đó à, em export cái này ra đi cái này mình nha. Đây em export ngoài desktop đi, một lát em lưu lại. Rồi em ví dụ cái này là cái gì, cái phần này là nó của cái mục gì đây à, bây giờ để em ghi cái gì đó, đây em ghi mấy cái này đi à, nó nằm trong cái đường dẫn này nè. Đó, em ghi mấy cái này đi, rồi nó cho không? Rồi em export với cái tên đó nè. Đó. Tất nhiên nó sẽ không cho cái anh em mình điền cái tên đặc biệt đâu, nhưng mà nó sẽ rút. Rồi cái này nó không tự rút được mấy cái từ đặc biệt là không tự rút thì thôi em xóa bớt đi. Đó, xóa bớt đi ha. Đấy, dấu phẩy không biết nó cho không? Rồi, ok. Em đã save được một file, rồi bây giờ em sẽ nó sẽ được một file. Rồi bây giờ em sẽ rồi em đóng bớt mấy cái này đi. Rồi quên, nay em chỉ bấm cái chữ ghép nè. Rồi ghép này, rồi đó bây giờ chúng ta mở cái file này lên cho anh em nha. Đấy, mở cái file này lên cho anh em sẽ thấy được rất là nhiều thứ. Đấy, code nằm trong này. Rồi bây giờ em sẽ lấy đây, lấy cái dòng đây,
Các anh em xem kỹ nha, để em dòm lớn lên, em phóng chữ lớn lên nè, có hai chấm cái này mình nha, lưu ý giúp em nha. Rồi chúng ta đấy, chúng ta lấy nguyên cái phần này, rồi chúng ta đi dịch, rồi chúng ta copy, chúng ta đi dịch nè, dịch từ tiếng Trung qua tiếng Anh là nó nằm bên này. Đấy, tại sao em chia cột như thế này? Tại em chia là em đánh dấu ha, em đánh dấu cái phần nào, phần trước, phần sau vậy đó. Rồi, đấy, nó ra nguyên cái dập tiếng Anh. Thì các anh em lấy hết cái dập tiếng Anh này, các anh em copy lại ha, sao chép lại, các anh em dán vô lại nè, rồi dán vô đây lại. Nó hơi chậm đấy, anh em dán vô lại vậy ha. Rồi tiếp tiếp cái anh em lấy cái này này, chúng ta copy, rồi chúng ta đi dịch, đây đi dịch. Rồi các anh em lấy hết cái đoạn thứ hai, chúng ta đi copy rồi dán lại. Đấy, cứ như vậy mà các anh em làm đến khi nào mà nó hết tiếng Trung thôi, hoặc nó hết tiếng Nga thôi là chúng ta thành công. Đấy, đó là lý do tại sao em nói em lười là vậy đó. Em lười ép tới cái này mình nha, nó nhiều quá. Tất nhiên là nó có những cái khóa các anh em ha, nó có những cái khóa để chúng ta chỉnh cái khóa gốc ban đầu á, là nó sẽ chuyển hết luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ít kinh nghiệm á, ít kinh nghiệm thì chúng ta phải làm thủ công, hoặc là có những cái bản Winmare đặc biệt á, họ họ bào chế rất là tinh vi. Thành ra là chúng ta muốn chuyển thì chúng ta phải đợi, gần như là phải đổi từng chữ thủ công giống như em luôn cái này mình nha, chứ không phải là chúng ta nói là muốn chuyển là chuyển được đâu, nó vất vả lắm anh em thấy không. Ở đây code code mênh mông trời đất luôn nè, thôi còn code không thể tả luôn, code này không biết nằm giữa không biết nó còn không. Ý là em bấm space down cho nó lên lẹ, nó lên theo trang luôn mà nó còn lâu cỡ đó. Hơi hơi có hải hùng có thì chứ, trời ơi bay đao liên tục luôn mà. Để em nhìn này, em gán mở con mắt to ra em nhìn có cái dòng nào nó lạ lạ không. Trời ơi, đấy. Đấy. Nhưng mà chưa thấy luôn các anh em thấy không? Ủa, mấy cái mã hét này nó ghê thiệt chứ. Làm sao mà ta lập trình ra được cái này khiếp thiệt. Em là thua rồi đó. Thôi, hình như là cuối dòng nó có các anh em nha. Thôi, em chỉnh tạm thời em chỉnh cái phần cuối này đi. Chứ mà đi mò hết mấy cái đó chắc tới mùa quýt sang mùa bưởi chưa xong quá. Rồi. Rồi, em chuyển tiếp nè. Cái này chắc nó giống cái trên này. S2 Window Media Player List. Rồi. Rồi em dán lại nè. Rồi xong rồi, cái phần này đã xong hoàn toàn cái phần này. Thì các anh em save lại ha, bấm Ctrl X hoặc là chúng ta save cái vị trí khác tùy các anh em mình chọn. Rồi xong cái phần nào rồi, cái file nào rồi các anh em đóng lại đi nha. Cái này dư rồi, chúng ta xóa đi. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp. Đây, vào tiếp. Các anh em để biết chắc ăn, các anh em fix lại coi nè. Rồi. Fix lại rồi nó có gì đặc biệt không nha. Rồi. À quên, em chưa thấy nó thay đổi. Tại sao? Tại em chưa có chỉnh cho nó chạy. Bây giờ em cho nó chạy nè. Em click đôi nè, chuột phải, hoặc là em bấm vào mây này ha. Đấy, chúng ta click cho nó chạy thì nó mới chạy được chứ. Hồi nãy em chưa cho nó chạy, bây giờ nó chạy nó sẽ ghi đè lên những cái tiếng Trung ha. Yes. Có những cái nó không đè được. Tại vì nó thuộc
phần giống như những cái code code hệ thống anh em nha. Giống như có những cái code hệ thống nó bắt buộc nó cũng cho chúng ta đè đó. Còn nói chung mấy cái phần giữa này chúng ta cũng không có chỉnh gì, thôi em xóa nó đi, em gom nó lại ngắn thôi. Đấy, đây em gom nó lại như vậy ha. Đó, rồi em lưu lại cái tên khác ra ha. Cái từ đặc biệt sao nó không có không chạy chuẩn đó. Rồi em sẽ lưu như vậy thôi. Rồi em đóng nó đi. Để em xóa đây nè. Rồi em chạy file này nha. Rồi ok, nó nạp rồi các anh em mình nha, nó nạp rồi nè. Ok vậy là thành công nè. Rồi bây giờ em đi tìm ha, Ctrl F, em bấm Ctrl F lại nè. Đây tìm cái từ này nãy nè, đó em dò lại nha. Đó em dò mới nè. Đấy các anh em thấy không, nó còn những chỗ khác, nó còn những chỗ khác, mấy cái kia là mới nãy nó hiện, bây giờ nó hết hiện rồi nè. Nó còn những chỗ khác đó thì chúng ta đi lấy mô ra tiếp. Đây chúng ta export ra ha. Rồi cái này là em lấy cái đường dẫn nó đây, em click đôi vô này cho nó hiện cái đường dẫn nó ra nè. Đây rồi, wow, rồi rồi bây giờ em sale ha, export sale cái này lại. Đây sale với cái đường dẫn nè. Đây làm sao cho nó mắc cái đường dẫn này ta, em thử coi. Đây nè, nó mắc mà nó ra phần trăm không biết được không. Đây phần trăm start menu tới đâu, start menu đúng không? Đây start menu thì tới đây. Đấy đó, rồi em lấy cái đó em sale đi để coi nó có lỗi không nha. Không có dấu cộng gì tùm lum hết trơn nha. Chấm GEG rồi enter, rồi nó sale được rồi nè. Rồi bắt đầu em ra ngoài em chỉnh cái này mình nha. Đây đây đấy, edit rồi em phóng lớn lên nè, em coi cái nào nó có hiện là em ấy. À để chính xác á, các anh em trong notepad các anh em gõ Ctrl F ha, Ctrl F chúng ta tìm vẫn được nha. Vậy vậy chúng ta bấm ở đây là Ctrl F nè. Đây chúng ta copy lại cái tên này ha. Rồi bắt đầu chúng ta qua đây, rồi chúng ta bấm Ctrl F, rồi dán Ctrl V, rồi chúng ta tìm. Này không thấy, tại nó tìm thấy những cái từ liên quan khác. Thôi bây giờ không không chắc ăn đúng cái từ đó thì mình tìm hay thủ công đi các anh em mình nha. Rồi không biết nó nằm đâu luôn ta. Wow, oh my god, cái này không khả thi các anh em ơi. Nguyên cái này mà tìm là đuối luôn á. Thôi bây giờ như vậy nha, đó những cái mà không khả thi như vậy đó, các anh em chỉnh tại chỗ. Đây chỉnh ở đây nè. Đấy rồi anh em kéo lại về ha. Đây các anh em chỉnh tại chỗ ở đây nè, nó sẽ khả thi hơn ha. Đây rồi, ví dụ đó, ví dụ ở đây nè, đây đây là cái tên đó nè. Rồi các anh em lấy cái tên này ha, dán vô, rồi chúng ta tìm từ tiếng Trung qua tiếng Anh, là tiếng Trung qua tiếng Anh ở đây. Cái này là Internet Application rồi đó, anh em thấy không? Đây chúng ta copy cái file rồi chúng ta chỉnh lại cái này mình nha. Rồi chỉnh ở đây thì nó có khả thi không ta? Đó ở đây nó để các anh em xem kỹ nha. Ở đây nó có khoảng cách không, nó có khoảng cách
trước đường dẫn của nó là thư mục Start Menu, nó có khoảng cách. Vậy là cái tên này được phép khoảng cách trong thư mục. Nếu mà những cái đường dẫn trước của nó không có khoảng cách thì các anh em nên cẩn thận nha. Có những cái đường dẫn nó bắt buộc phải là viết liền luôn. Thành ra là khi mà chúng ta thấy như vậy, có khả năng mà sẽ bị lỗi những cái file đằng sau do cái đường dẫn nó sai. Thành ra là các anh em cứ cứ đổi thử những cái này mà nó không chắc ăn đó, thì các anh em cứ làm lại nha. Đấy, và bây giờ mà em đổi cái này nè, đổi đây nè. Bây giờ để chắc ăn thì tất nhiên để tìm ra được cái khóa này luôn á thì em sẽ tìm cái từ đó là từ Start Menu. Nếu mà nó hiện ra đúng thì em sẽ export cái thằng này ra để em lưu lại. Và trước mắt thì em lưu một cái này đi ha, em lưu trước một cái đi. Đấy, rồi bây giờ em export thằng này ra nè. Rồi nó có tên sẵn rồi, em để luôn. Rồi em ra ngoài em coi coi cái thằng này nó còn những cái thằng nào khác không. Nó chỉ hiện đơn giản như vậy thôi ta, em không thấy nó là cái tiếng Trung hay tiếng ấy luôn á. Nếu mà như vậy thì các anh em nên lưu lại cái code này luôn nha, lưu lại hết cái code này để chúng ta nữa có add cái file get là chúng ta add một lượt luôn. Đấy, chúng ta dồn lại chúng ta add lượt luôn, nhưng mà từ 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 thì bây giờ nó có một cái chúng ta để nó đi, khi nào nó nhiều nhiều chúng ta gom chúng ta làm lượt luôn các anh em mình nha. Rồi bây giờ tiếp, bây giờ một cái đó nó ok rồi thì giờ nó còn cái dưới này các anh em nha. Oh my god, không lẽ cái này là nó mấy mấy chục cái mấy trăm cái luôn rồi ơi. Cái này mọc gầu luôn quá đó, cái này thấy không, là cái này là chắc nó có những cái khóa đặc biệt, có những cái khóa đặc biệt nó đổi một lượt luôn cái anh em mình nha. Có nghĩa là có những cái khóa gốc à, có những cái từ khóa gốc á, nó đổi là đổi một lượt hàng loạt luôn. Chứ mà em mà đi mà em đi em đổi từng cái như thế này là có nước mà tới mùa mùa quýt luôn quá đó. Đó là lý do là lần trước đó em chưa có đủ kinh nghiệm ha, rồi cái em lười, với lại em lười nữa, thành ra là không có làm cho nó trọn vẹn được cái bảng này, cho nó thành tiếng tiếng Anh hoàn chỉnh là như vậy. Để em coi coi, ở đây nó không có nè, nó chỉ hiện code thôi mà nó không có ấy nè, mới xịt dầu cho bớt mũi đó, cái này. Rồi bây giờ để như vậy thì em click đôi đi ha. Cái dòng này thì nó là chắc là nó để, nói chung là để dịch thì cho chắc shortcut cắt thanh thanh off the computer đấy. Các em có thể viết hoa cũng được, viết hoa những cái từ chữ cái đầu cho nó nổi bật. Rồi các em làm nhiều quá đó, cái rối cái ngãn cái tôi để dư thường luôn mà. Rồi chắc này thành nó khả năng là tên khác, Rita là computer. Khi các anh em chỉnh như thế này á, chỉnh như vậy á, là các anh em sẽ có nhiều cái biết chi tiết được nhiều cái hay, giống như đây là cái code nó retry với shutdown nè. Đấy, cái này muốn ấy đó, cái này em lưu lại ha, cái này em lưu lại để dành để chúng ta add qua cái khóa khác. Nên rất là hay cái này mình nha, accessory accessory nào. Mấy cái này là nó tạo đường dẫn anh em mình nha, nó tạo đường dẫn, nó tự tạo cái file shortcut với cái định dạng LNT LNK đấy.
cái này thấy không, mấy cái này cũng rất là hay. Nếu anh em muốn tạo cái nào á thì anh em cứ làm theo như vậy, tương tự như vậy ha, tương tự cái mấy cái đường dẫn này chúng ta tạo một cái khác chẳng hạn. Coi cái này là nó giống mấy cái nãy không, thường là nó nằm trong một chỗ là nó sẽ giống cái gan nhiều. Đây nè, nó nằm tổng nè, cái này là tổng nè đó. Em nói em import là import nguyên cái tổng, còn cái mà cái anh em thấy mà nãy em mở lên thì có một khúc một là nó từng chi tiết bên trong, còn cái này là em import tổng nguyên cái folder luôn nè. Đó. Cái này muốn lưu lại cái này cũng được nha. Đấy, nếu mà lưu lại cái đó chúng ta bung ra, bung ta chạy thì nó sẽ tạo ra những cái shortcut này theo cái những cái đường dẫn này. Rồi, tiếp đi. Em phải tìm lại cái từ khóa đâu à? Đây em tìm lại cái từ khóa cái này mình nha, tại vì nãy giờ em ấy tới đâu mà em không có ấy tới đó đó. Giống như ví dụ bây giờ em thay cái đi, là em phải add add code một cái đây, em import cái đó luôn. Nếu em không import cái đó ra đó là nó, nếu mà import hết cái khác đó, nó không có giống mà. Ví dụ cái mới 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 ấy nè, đây đó, cái anh em thấy không, nếu mà cái này đã chỉnh rồi thì nó chỉ có những cái mã như thế này thôi, còn cái chưa chỉnh là mã khác nha. Rồi thành ra là phải chỉnh cái nào là em phải đưa cái đó ra luôn thì cho nó mới chuẩn. Cái hồi nãy là cái tổng nè, cái này là cái tổng nè, cái tổng này là không chơi nè, nhiều quá rất là nặng, 300 mấy thì cũng không đến nỗi, nhưng mà nó hơi hơi rườm rà này mình nha, nó hơi rắc rối, khó khó nhìn ra. Đây với cái mà em đã ấy rồi, bây giờ em để biết chính xác á, em sẽ tìm cái tên từ khóa mình cho đây, tại do cái này á, ừ hồi nãy là nãy giờ là em ấy mà. À nó có nút lùi nè, cái này nó một nè, hai nè, 170, 169, 216, 216, 170, 169, 216, 216, 216 rồi nè. Đây em import cái 216 ra ngoài đi nè, em ghi đây là 216 đi ha, 216 đây, 170 đây, đây 169, 170 đây đó, em ghi hai cái mã này đi, 169 rồi, này là 170 rồi nè, 170 rồi. Bây giờ em làm sơ sơ cho các anh em thấy nha, nhập lại nha. Cái này là cái gì đây, đây nó ít nhập luôn nè, cái nào ít là em nhập nhập luôn ha, em nhập chung một chỗ luôn nè. Cái này export nãy không biết nhiều không, nhiều quá nhiều không? Đây nó ngắn lại nè, đây còn cái ông này nãy inbox sao mà nhiều dữ thần, là 12 mươi mấy luôn đó. Các anh em thấy không, nếu mà chúng ta không rút gọn lại, mình nếu mà đưa nguyên cái cục này luôn á,
là cái dung lượng cái file Win B chúng ta nó tăng lên, thành ra là lại các anh em chỉnh, chúng ta chỉnh sâu cho nó ngắn nhất có thể đó, giống như em quét nguyên cái cục đó là coi như là nó thất bại à. Rồi bây giờ em bỏ, em lấy cái dòng này thôi ha, rồi em xóa cái này luôn nha, rồi CH về xóa nè, đây rồi em dán vô đây ha. Đây nữa em cho chạy là cho chạy một đúng một cái này thôi. Rồi get rồi em xóa ra thắt một nè, rồi em dán tiếp nè, đấy thắt 11 111 thắt 3 số 1 xóa nè, rồi dán nè. Các anh em thao tác sao quen, cảm thấy quen làm dễ làm ha, tại em làm gì ấy luôn vậy cho nó đỡ mất công, nó lộn nó rối cái nào chưa biết, cái nào xong cái nào chưa đó, thành ra xong cái nào em xóa cái đó luôn, nhiều cái chúng ta làm nhiều quá nó rối. Đó, em xóa rồi mới dán nha. Đấy. Sáu chín rồi tới 170 đó, cái nào xong rồi chúng ta qua luôn đó, xong rồi chúng ta qua luôn cái này mình nha, không có quay lại nữa, thành ra nó sẽ lường được cái việc mà chúng ta bị nó lộn nó rối, dễ bị rối. Thôi bây giờ em chạy cái này nè, em save cái này lại ha. Bị lộn cái kia. Cái này nó cũng có thay đổi rồi nè, nhưng mà để em coi lại đi. Chứ cái nguyên cái cục này nhiều quá. Rồi cái này em save lại nè ha. Rồi, bắt đầu em đóng đi, chạy nó nè. Tất nhiên không phải chạy cái cục 12 m này, không phải rồi. Đây cái 14,7 kg này nè. Rồi, bây giờ em bấm từ khóa gốc cho ném đó, là cũng là cái tên này nãy giờ, cũng là cái tên này nãy giờ. Bây giờ em tìm lại nha, bây giờ em tìm lại nè, bây giờ tìm lại cũng hơi khó tại vì em đã đổi trực tiếp rồi, có những cái nào nó chưa, có nước mình khởi động lại thôi. Rồi bây giờ đây, còn những cái nào chưa thì em làm tiếp đi ha. 199 để em thử inbox cái nữa kìa, inbox cái nữa coi coi 199 rồi nó có tiếng tiếng Trung không. Rồi cái nữa thấy không, nó toàn là mã hết thôi à, không có rồi, thành ra là chúng ta phải đổi cái nào là chúng ta inbox cái đó luôn. À, chúng ta click vô đây đổi ha. Rồi. Wow, có dùng cái dấu vuông gì nó lạ ta. Hơi đanh. Cái biểu tượng dấu vuông là cái từ hơi đanh như này phải các anh em mình nha. Đấy, sâu hơi đanh bất tử sinh, nó mấy cái này các anh em cứ viết hoa chữ cái đầu cho nó nổi bật. Để nó hiện chữ thường nhìn nó không có rõ. Đấy, ok. Rồi. Ok, cái nào chúng ta import cái đó luôn các anh em nha. 199. Rồi đây. Xem cái đèn cái này nè. Rồi. Đấy, cái này cũng hơi đanh nữa ta. Hơi khác các anh em nha, chứ không có hoàn toàn giống. Rồi, Ctrl V. Lại. Rồi ok, rồi import cái này là 200.
Đó, cái này em chịu khó gõ số đi, nó không có bị lộn nữa ha. Để chúng ta còn có thể quay đầu tra lại, nhiều khi lộn quên á, chúng ta còn quay đầu tra lại được nha. Đây là cái bản Vue mà có thể nói là em mã hóa thủ công trăm trăm luôn. Mã hóa cái kiểu này nè, chứ không phải mã hóa cái kiểu chuyển file là qua rồi, còn cái kiểu này là 100% mã hóa bằng thủ công. Có tại compress and decompress. Rồi, ok, rồi, hai level một. Rồi tiếp, đây là lý do tại sao em nói em lười cái này. Lúc trước là một cũng bỏ mấy tiếng đồng hồ làm cái vụ này nè. À, cũng vậy luôn, đi không compress anh đi compress đó, đó là lý do em nản rồi đâu, em không có làm cho nó xong hết luôn cái ấy, quá mất thời gian. Rồi tiếp, Visual Audio Visual May gì nè, thì bây là viết hoa đi. Viết hoa cho nó rõ. 203. Bây giờ bấm số đi. Tên ai hả? Cái này mà làm thủ công mà làm cái kiểu mà rồ mò nó chắc là thảm luôn. 204. Em cái này em thấy không, cái hàng Trung Quốc nó hay, cái tại sao mà tiếng Trung em thấy nó viết liền một cục luôn mà dịch qua tiếng Anh nó lại có khoảng cách, nó hay hay chỗ đó anh em nha. Em không hiểu nổi cái phần đó luôn á, cái ngôn ngữ của nó là sao nó lạ, nó không cần cái khoảng cách mà nó viết liền tù tì luôn vậy mà nó lại dịch ra là nó có khoảng cách, ngộ thiệt chứ. Đó là lý do tại sao mà những cái code tiếng Trung với anh em nha, cái code mà phần mềm á, làm tiếng Trung á, nó làm khá là chuẩn á. Anh em thấy không, nó dịch ra tiếng Anh là nó dịch sát nghĩa luôn. Hai là bảy, này giống như một viên đá bể, làm mấy cái này là thử thách ý chí cực độ rồi các em. Các em nào mà muốn thử ý chí hay cứ dùng Windows mà chuyển ngữ, thử thách ý chí cực độ luôn thì chứ. Hai là tám,
10. Rồi, tiếp nào. Mình chọn C. Mình chọn V. V11. Một hai đi 213 chứ lộn, cũng may nó báo không muốn ghi đề không mấy cái thông báo mà giữa chừng mà nó cho phép dừng lại để thao tác tùy chọn đó, cái đó cũng hay, cái nên những cái mình không muốn cho nó mất á, nó họ hiện thông báo lên rồi mình cũng có quyền mình rút lại. 214. Ok. 215. Anh em làm này vui lắm nè, làm quen rồi cái giống như cái quán tính vậy. Làm mà lát cái nó giống như cái quán tính, cái chúng ta làm như là kiểu robot luôn. 215. Application lại thì app để cho chị Hoa đi. Xbox 217. Quên chiếc xe 2018. 2018. Rồi tới 29. Rồi 21. Đó, khi mà xong nguyên một cái phần này trong đây á, là em sẽ đóng gói lại ha. Em sẽ chiết xuất lại mấy cái code em nhập lại. Đây, 21 rồi. Chưa, import. Làm nhiều quá rối. 221. 222.
chịu qua đó, với lại bây giờ là gần 1 giờ khuya rồi. Gần 1 giờ khuya rồi, hai bữa nay em ngủ được có 6 tiếng à. Mỗi ngày có 3 tiếng người ra này mình nha. Thành ra em không có tỉnh táo đâu. Không được tỉnh táo, giống cái câu của anh Trường Vàng nói, không có được tỉnh táo. Diễn viên hài, nghệ sĩ họ có nhiều cái hay để học ha, nên mình nhé. Những cái câu nói, nếu mà những câu nói mà tất nhiên là những diễn viên hài họ có tiếng đó, họ không bao giờ nói tục, không quá tục tiểu đâu. Có những câu mà nói kiểu như là bình dân đó. Bình dân thì chúng ta có chấp nhận bình thường. Rồi. Rồi cái này là hai. Ủa, hồi nãy em theo 224 chưa ta? 225. 225. Wow, để em coi coi có theo 224 chưa không biết. 222. Rồi em theo 225 chứ đi, giờ em lui lại nè. 225. Ờ 22 tới 225. Có không có 224 cái này mình nha. Nhờ có cái lưu đó cũng hay. 26. Đi ta computer. Đổi nữa không? Đây còn một mớ như này nữa anh em ơi. Thiên tinh nó tạo ra bên thiên trời đất. Mấy cái này nó không quan trọng, cái này em delete luôn cho lẹ nha, khỏi phức công. Delete, delete thì nhớ sẽ save lại chứ không thôi là không save cái chúng ta không có cái. Không có cái để ấy, không có cái để nó ghi đè lên cái cũ, thì cái này em chạy chạy là nó cũng sẽ còn lại thôi. Hai năm bốn, hai năm bốn. Rồi em ví dụ một cái đi, cái như mới nói nè, đấy. Đó, nếu mà cái này muốn nó mất luôn á, không thì cái này cứ lấy cái này thôi, đó lấy cái này thôi, gì thôi, ở dưới là không có để cái gì hết, chỉ lấy cái dòng hai dòng này thôi, ha, còn mấy cái dòng này là bỏ xóa, thì nó sẽ đưa vô là trắng luôn, quả wow, không, chưa đem coi coi, nó bằng, bằng hết. Có khả năng là lấy tới cái này luôn anh em nha. Đó, lấy gì luôn cũng được. Hết này, cái giá trị hết này không biết như thế nào nữa. Nói chung cái đó chúng ta phải test thử anh em nha. Mẫu là mẫu thử cũng được. Chứ không thôi thì nó lỗi. Rồi bây giờ tiếp 254, 255. Anh em nào mà là siêu nhân mới theo dõi được tới đây. Chắc cái này em làm ấy ha, cũng không có gì đặc biệt. Rồi bây giờ dán nè, sâu ớt hay đành, em làm cái video này 2-3 tiếng luôn nè. Đó, để cho các anh em biết luôn cái giá trị cực khổ của cái người đi bôi bên bia là như thế nào. Chứ chắc là nãy giờ em dừng cũng được, mấy cái này dừng cái là rồi chứ đâu có gì đâu. Chờ người nào rảnh rồi quay tiếp. Ít 255 em xem gì cả. Đó, cái này thấy không? Bây giờ em đổi rồi đó. 254 theo rồi, 255 chưa có, cái này là 256. Vậy là em phải lưu lại cái 255 nữa.
255 nè. Khoan, để lưu trên này coi nó có 255 không. Có 255 nè. Vậy là em phải adblock cái 255 lên nè. Làm nhiều quá không nhớ nổi đâu các anh em nha. Thành ra là em phải, đó là lý do tại sao em phải lưu số là gì đó. Mà thức khuya thiếu ngủ nữa làm sao trí nhớ nào mà nó nhớ cho nổi. Có nếu mà làm tới đâu thì chụp tới đó, chứ mà kêu nhớ là thua à, thiên tài mới nhớ nổi. Chứ kêu em nhớ thì thôi, em bó tay em làm, biết làm tới đó thì làm tới đó, chứ kêu nhớ thì sao nhớ nổi được. Mấy cái qua cái thường này các anh em để lộn xộn cũng được nha, ví dụ một chỗ thường chỗ qua cũng được, nhưng mà cái tên nên giống, cái tên nên giống để nó dễ nén lại kia, nó không có bị lỗi, nó bung ra nó không có lỗi các anh em mình nha. Rồi tới cái gì đây đó, cái này cái gì anh có nè, nó đang lặp lại cái gì ở trên nè, y lớn y hoài. Thôi ơi, nó còn một mớ ở dưới đây không biết tới khi nào xong đây, cũng bay luôn hả. Các anh em nếu thấy mất thời gian quá thì khỏi luôn nha. Khỏi chết, quên 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 địch bot luôn, là nói cái quên địch bot luôn rồi. 260 không biết có 259 đâu, em lùi lại ra có 259 nè, 258 nè, 257 nè, 256 nè, 256, 257, 258, 259. Để coi từ 257 cái này có chữ không biết nè. 258, 259 không, lỡ nói cái quên là quên được bot luôn các anh em thấy rồi, một cái 259 nữa nè. Thôi tiếp các anh em ơi. Oh my god. Ô, hên ba. Còn có chừng chục ca à. Cái này em lo tập trung nữa, thì em không có nói được nhiều nhiều chuyện, chứ không thôi là như cái video mới cái đây 2-3 bữa gì đó, là như cái cài mắt bút á, là em đã nói khá là nhiều rồi, do lúc đó em ở đang ở phòng không có cần suy nghĩ gì nhiều hết, để cho máy nó đang cài, máy nó đang chạy, cái tiến trình cài đặt của nó. Còn cái này em phải tập trung em làm, để làm sai một cái lỗi này lỗi nọ mà. Mấy cái này các anh em làm chi tiết, em không ví dụ là chính xác là cái này, ví dụ những cái khác chẳng hạn chúng ta làm chi tiết á, cái khi mà phát sinh lỗi á chúng ta dễ tìm ra, và khi mà làm chi tiết là chắc ăn rồi, cái nào qua là qua luôn, là chúng ta không có tìm lại nữa, nghĩa là chúng ta không có quan tâm tới nữa, qua, qua cái nào ổn là qua luôn. Đến sau 3 khi chúng ta biết chắc ổn rồi là chúng ta không có ngó tới nó nữa, để khi mà nó phát sinh lỗi phụ á anh em đỡ vất vả phải đi tìm mò lại từ đầu. Sáu ba của 263 em Xbox người ta, để em coi coi 263 rồi, đến 264 123 rồi, năm sáu bảy tám chín không một hai ba, một hai ba rồi, tới sau đây 264
cái này tại cái bản win của người ta, cái nên họ tạo ban đầu á là cái win ngôn ngữ gốc là win tiếng Trung, thành ra là khi mà chúng ta không có chuyển, mà cái chuyển cái kiểu mà chuyển nguyên cái file gốc á, cái file mà đầu não á, thì chúng ta chuyển thủ công như thế này rất 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 là mất thời gian. Nếu mà chúng ta chuyển được cái file gốc đầu á, thì chúng ta đỡ vất vả như thế này. Do cái bộ cài Win này họ họ lấy để họ tạo cái file NBA này, đó là cái file gốc bộ cài, đó là Win tiếng Trung, hình ra nó mới can thiệp sâu vô mấy cái này nè, ở từng chi tiết luôn. 266 267, để em coi coi có 266 chưa, không biết. Bốt 268 cuối 268. Rồi bây giờ 269 269 tôi còn cũng một mớ nữa. Em gắn quay cái này xong, khi mà nói lại mấy cái file này em dừng, tại vì cái phần đó hồi nãy em có làm rồi. Rồi nói chung em sẽ làm hai ba cái ví dụ nháp, rồi em sẽ dừng. Cái chữ mà làm tới làm lui nó cũng vậy thôi, nó không có gì khác hết. Anh em nào mà theo dõi được tới đây là quá là thiên tài luôn đó. Trí tuệ dữ lắm, trí kiên nhẫn tuyệt đỉnh. Sạch dễ dàng rồi, khỏi với khoa luôn đi, nó giống quá với khoa luôn vậy. Cái thì ta với khoa cho cái nào cũng giống dễ dàng. Các em lưu ý nha, coi chừng lộn cái dấu chấm của người ta nha, đó trước cái định dạng dấu chấm người ta đó, sợ nó có chân lộn này kia nó ảnh hưởng ha. Oh my god, nãy giờ mua địch bóc rồi, địch bóc cái 275 nè, 275 274 để coi coi, lát lui lại mấy cái coi.
1 hay 73, 74 vậy là thiếu 73, 74. 73, 74 thế em lui lại cả nhà. 74 có nè, 73 có luôn nè. Vậy là 73, 74. 73. 273 trên ta 274 274 enter cho tới 276 nếu mà anh nào mà biết được cái code mà làm sao nó đơn giản hóa được mấy cái này thì rất là hay. Chứ mà ví dụ mà đi chỉnh đi, chỉnh kiểu này là chỉnh mò một xương sống luôn, ngồi cong xương sống luôn. Ta gọi là cong xương sống, cong xương sườn 278, 277, 278 để mở lên lớn gì hay quá nãy để nó xíu luôn. Accessory tool not pack. Ok, 279 low 279 enter type. Hình như là hết rồi. Như là hết rồi đó, cái này thấy không, nguyên cái khúc khúc này luôn là nó nằm trong cái SH đây, cái đường dẫn này cái này mình nha, đấy đúng cái đường dẫn này, cái này có thể tìm để coi những cái file nó có ngôn ngữ này kia nó chưa đổi hết á. Rồi còn dưới này nữa nè, cái này em thấy nè, em tìm dưới này nó còn không đó, à dưới này nó còn nhưng mà nó nằm chỗ khác. À, nó nằm phía sau hay là còn cái đuôi phía sau nữa, à cái này đổi rồi đây nè, ví dụ em click nó click đôi là nó nằm trên này, cái này đổi rồi, em click đôi dưới này nè, đó là cái dòng này đã đổi rồi, đổi rồi cái này mình nha. Rồi dùng click cái này coi, ó nó qua cái khác rồi nè, cái này mới chưa nè, thực sự là đúng là cái này chưa nè đó. Em biết đâu vô coi. Oh my god. Nhiều dữ thần nha. Cái này nguyên một một đề đó luôn rồi. Rồi bây giờ em tiếng Trung đúng không? Em đè hình tròn bấm nút lui nè. Đó, em cho nó mở hết. Đây, cái này là mở một trang mới nha. Trang cũ thì nó vẫn giữ y ha. Rồi hình ra em xóa cái này đi. Em dán cái mới chẹp. Đó cho nó ra tiếng Anh hết luôn, đó cho nó ra tiếng Anh hết, chuyển cho nó chuyển một lượt luôn. Còn cái chuyện mà nó đúng sai thì cái nó đi, cái này giống như là chú thích cái gì mà bốn mươi lăm trăm mười ba đây. Rồi bây giờ cái này là em copy đó, em copy hết đó, em dán vô đây, dán vô đây lại nè, con này nè, tới đây là 4.400 4.659. Oh my god, cái này nó đâu có đủ đâu ta. Không, xem em xài đó hay chưa.
tới sau lầm có người làm trò nó tới sau ba thôi, tại vì bản chất nó không có dịch hết được cái đoạn nhân dài, bây giờ tới sau ba rồi em cho nó tới sau ba thôi nha. Oh my god, nó không có đủ cái này mời nó nhiều quá, nó nhiều luôn á. 63 đúng không? Đây, sau lầm trên này, sau 3. Bấm chữ end cho nó lên cuối nè. Rồi các em từ đây các em đè control shift rồi bấm chữ home. Rồi xóa. Đó là hết. Control V. Sao nó dán ra ông thần. Để bên kia em có. Ừ, quên, em chưa có bên kia mà. Đấy. Đó, ví dụ em có tới 65 luôn ha. Nhưng mà em sẽ xóa cái dòng 65. À, 65 này còn nè. Không biết 65 nó có dịch, dịch hết hay không, nhưng mà không biết. Rồi, mất mình nhìn về. Wow, cái này nó không có cho ấy cái này mà. Hay là dịch một lượt không ta? Để cái này để em phải dùng nghiên cứu dùng cái Notepad rồi. Em phải đóng cái này vô nè. Có nghĩa là em phải dùng một cái Notepad văn bản. Đấy, rồi em dán hết. Cái này nó chỉ hiện 65 thôi. Có, cho nó dịch tới đây đi. Cái này là tiếng Anh đi ha. Em ghi Anh đi. Đóng mở lại coi nó ok thì nha. Rồi nó tới 65 đúng không? Rồi bây giờ mình tạo một cái mới để đưa hết mấy cái này còn lại. Đây. Hết mấy cái dưới luôn nè, dán vô cái mới, cái notepad mới nè đó. Rồi từ đây em dịch từ từ ha. Oh my god, khiếp. Từ 65 này dịch tại thử đại thử tới 135 coi. Control rồi qua bên này. Đi rồi mình lên về 135 đủ nè, rồi đủ 135 nè, rồi mình xe tiếng Anh đâu đây 65 để em dán ra coi cái chỗ mà 65 nãy là nó dịch thêm không nè, 65 đó biết biết em sợ đó, nó dịch thiếu quá gì em không lấy. Đấy, anh em thấy không? Không, em sợ dịch thiếu quá vậy em không lấy nó là vậy đó. Rồi để em làm một lượt không đi ha. 135. Đó, nãy mà em ở đây em làm tới đâu em cắt, cắt cho nó mất luôn nè. Thành ra là đỡ mất không có đi tìm nữa. Tới 183. Đó, cắt cho nó mất luôn. Rồi cái này là em dán ra nha. Xóa, dán mới nè. Nó tới đâu rồi ta? 209. Để em coi trong bên này coi, nó đủ không? Đâu mất tiêu vậy? Đó, cái này em thấy không? Không đủ nè, nó tới 209 thôi.
cái nam trong nó bắt hay ăn bản nào, cái nam muốn lùi là bấm control, bấm chữ Z nó ao trả nó về ha. Rồi anh em nhìn coi nó tới 209 rồi thì mình xóa đi, nó tính tới 207 rồi đó. Rồi em lấy 207 ha, 135, 135 rồi, 137 rồi, tới 207 rồi, tiếp tục. Ở đây là 207 đúng không? Đây, 207 nè. Rồi, từ đây trở lên là hình tròn ship home, xóa đi. Tới 209 nè. 209 tới 305 nữa kìa. Rồi, coi nó dịch được hết cái này không? Nó tới 297 rồi, 295 đấy, nó tới 295 rồi, em dán ra 27 đó, 27 29 nè, tới 295. Ôi ôi là nó 4.000 mấy căn rồi nha. Rồi em bấm hình lên Z để lùi lại 295. Rồi tới 297. Đấy, có nghĩa là từ 295 này trở lên xóa hết. Đó, từ 297 trở xuống nè. Em làm tới 379 này. Ba bảy chín là đủ rồi, đủ đủ tới 379 rồi. Memory Pixel Memory. Rồi bấm ở đây coi 379, không lẽ ra 381 ta, em lùi lại coi em tin tiếp à, cho 381 đúng rồi, giờ em xóa ha. Rồi làm ít ít thôi, 349 nè, rồi mới tới số 5451 này thôi, để mình biết cái số nào nó còn những cái đủ hay không, hay là nó thiếu giống như nãy mất không. 451 nó ok nè, nó 451 còn hiển thị được cái số đó là biết là nó còn đủ đủ cái văn bản, nó biết cái này mình nha. Đây vậy. Rồi. Rồi 4 49. Rồi 49 xóa. Rồi từ 451 sẽ xuống. Bấm tới 4 5 4 4 5 4 5 cái không biết dịch nổi cho đây không nè, 5 4 5. Ồ dịch tới này các em nha. Rồi tiếp xóa tới 5 4 5 đúng không, dễ ngoài tiếng Anh nè. Rồi 545. 545 tới đâu này? Tại 671 đây. Ồ, tới 671 luôn này các anh em nha. 545 xóa này. Để coi có 545 nó còn không.
đấy đó nè, đó vậy là mình chỉ xóa cái số dư thôi, để 671 qua cái cũ xóa nè, trừ cái 671 lên nè, rồi 671 tới đâu. Mâm tới 7, 773 rồi. Đó, tới 773 nè. Oh my god, ai đánh mà viết cái này toàn là tiếng Trung không ghê thì chết. Mình tin về 773. Đó, 773 nè. Rồi qua cái kia. Đó. Ý. 773. Tiếp 773 này tới đâu? Tới 1001 thôi. Các anh em có thể bấm kiếm home cho nó nhảy lên đầu cho lẹ nha, đừng có làm cho em mất thời gian nha. 101.000, 1.001 hả? Rồi tiếng Anh, tiếng Trung xóa chưa, 1.001 lại đấy, 1.001 tới đâu đây? Tới 1315 nè. Nên mình bấm kiếm hôm cho nó lên đầu cho lại nha. 1315, ok, còn sử dụng được. Tiếng Anh, top. Này xuống rồi tới đâu? Thế 1599. Cái này nó buồn ngủ quá, cái ngủ ngủ 1539 cái này như vậy, tới 1539 thôi, 1539. Nè, chứ không phải là tám mấy nha. Chính đây. Ai đang coi lại cái bên này, cái này ở đâu rồi? 537 nè. Mình đã bắt đầu từ 1539. Quá nhiều đi. 789 để em coi coi.
mà bị ngủ, bị buồn ngủ game đơ cái này mình nha. 1789, 1789 thì là xóa cái số 1789 ha. Mình không ấy hết nổi rồi cái này nè. Mình không quán xuyến hết nổi đâu. 1789 qua tiếng Anh nè. Số 1759 luôn nè. 1759 ở đây còn số không? Còn. Rồi cứ dán tiếp. Bấm đi 2145 rồi. Không biết phần này em dừng đi anh em nha. Ồ, mất thời gian quá. Em làm dừng đi, rồi có gì mới em nói tiếp nha. Ai tiếp cái anh em mình nha. Nãy giờ là em mò cái khoảng khoảng này là em thấy khả nghi rất là cao. Đó là những cái file trong cái mục write cái mục này các bạn nhé. Nhớ không hết rồi mình vô tận nơi thì mình cũng biết chứ, nhớ nhớ không nổi rồi. Cái thư mục này nó chứa những cái file mà các bạn cần chỉnh sửa system 32 đây, config nè. Đấy, mấy cái file gốc nè. Đấy, mấy cái file gốc các bạn nha. Đó, mấy cái file lớn này nè. À, mấy cái file lớn nè, đây. Đó, mấy cái file đó đó làm các bạn chỉnh đó, thì nó sẽ chỉnh luôn được những cái trong đây. Chứ các bạn nhìn thử nè. Mình chỉ nói đơn giản thử thôi nha. Nè, các bạn nhìn đây, có một đoạn khá là ngắn nha. Không có gì đâu. Đó, nhưng mà không đơn giản đâu. Bây giờ mình click đôi vô mình mở cho các bạn xem nè. Nè, đây là cái dòng số 3 nha. Đó, nó đều đều luôn đó. 4.000 mấy dòng các bạn tin nổi không? Lần đầu tiên mình thấy cái code. Cái này giống như là cái bản đấu sớ. Không biết người ta add mục đích gì hay add như thế nào mà nó dài khiếp. Khiếp đảm luôn các bạn. À, mình chỉnh lưng lớn lớn lên cho các bạn xem như dễ nha. Thêm New Roman lại chữ B luôn nè. Đấy. Các bạn nghĩ ra bao nhiêu trang? Nè, đấy. Tổng cộng nè, 400 mấy trang nè, các bạn thấy không? Cho mình cho nó giảm xuống thành 14 luôn đó. Bốn trăm hai mươi tám trang, mình tạo trang mới đây nè, tạo mới nè, đấy mình cho 11 luôn đó, đó 11 mình đánh về 200, thấy không? 237 trang, các bạn thấy khiếp không? Đó. Dịch dịch gì nổi mà dịch. Cái này dịch dịch không biết tới bao giờ luôn. Hồi nãy mình không để ý, mình cũng xuyên thiệt, dịch cũng cả gần tiếng hồ. Mà nhớ là nhiều khi làm nhiều quá cái không có cái ý sáng tạo rồi, nó bị tư duy nó chôn vùi con hướng nè. Cũng cỡ hồi nãy làm cũng cỡ 40 phút ạ. Đó, dịch hết mấy cái đống này nè. Đó, mình dịch tới 2.000 mấy này nè, để cho các bạn coi nè, đã chuyển 1/3 nè, chưa chuyển hết kia nè, đây, đấy, chưa chuyển hết mà các bạn nhìn nè, đó, thấy chưa?
đó, cái này là kéo chậm á, kéo nhanh thì tất nhiên nó sẽ khác đó. Cái đó là chưa chuyển đó nha, còn chuyển rồi nè đó, chuyển qua tiếng Anh rồi đó đó, bạn thấy không, mình chuyển cũng cũng hơn nữa đó. Hơn nữa chứ không phải một môn ba, chỉ cũng hơn nữa. Các bạn nhìn dung lượng nè, đó dung lượng chữ nhiều chữ ít là biết nó tăng giảm rồi, gấp đôi cái này. Thành ra là chuyển cái này không không khả thi, nó sẽ có cái khóa, nó sẽ có cái khóa trong cái mục config hồi nãy các bạn thấy đây đây, system config nó sẽ cái này rồi đây, quên xóa cái mục này, nó nhưng mà nó không tăng, nó ta không tăng cái dung lượng ấy lên ta, nó hay cái đó các bạn nha. Cái chương trình rửa nén á, dù các bạn để những cái thư mục mà có những cái file nó giống giống nhau, tự động nó giống như nó nhận dạng, nhận file cái nó giảm lại, nó nén lại luôn chứ không có cộng vô cái file gốc. Ví dụ đây nè, ở đây các bạn nhìn nè, đây có năm mấy mê không, 7 6 mê đấy, năm mấy mê nè, nhưng mà cái file WinBE mình nó không có tăng được bao nhiêu hết, rất là thấp rồi. Còn một phần nữa, phần thế nào ta, một phần là mình tính chia sẻ với các bạn làm sao chúng ta tìm được những cái từ nó rất là đặc biệt. Đây mình ví dụ đây đó, bây giờ tới thử trí sáng tạo quên, nãy giờ mình khờ tao, mình không có mở cái này lên. Đâu à, đã chuyển đấy, bây giờ quên, chưa chuyển chứ, đấy chưa chuyển nè, đó chưa chuyển, cái từ này có nhiều đó. Bây giờ đi tìm từ các bạn thấy không, đó đi tìm cho một bốn cái từ này, làm sao coi những cái từ tiếng tiếng Trung này, coi cái từ nào nó liên quan. Thường cái những cái trong cái, những cái văn động văn tiếng Trung thì nó sẽ có nhiều cái từ nó liên quan hơn, thành ra các bạn tìm trong động văn tiếng Trung nó sẽ dễ tìm hơn là những cái mà các bạn đã dịch rồi. Đây những cái mà dịch trước đó nè, đó các bạn nhìn lên đây nè, đó đó các bạn nhìn đây nè, mấy cột mình dịch rồi nè, đó các bạn thấy không, nó rất là khó tìm, hầu như nó rất là hiếm luôn. Các bạn nhìn này, những cái từ thông dụng không mà mình tìm không ra, có trong bài không nha, mà mình tìm chưa ra, bỏ tài thiệt chứ. Rồi bây giờ tạm thời mình đã tìm được một từ rồi, một lát mình sẽ dán cái từ đó ra cho các bạn coi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tìm những cái từ khác rồi, mình đã tìm được một từ trong bốn từ này rồi nha. Bây giờ mình thử mình tìm một từ khác nè, đây mình coi coi không đó, bây giờ để gì nè, dò nè, cái chữ xong ăn xong mèo này giống như một kim đáy bể các bạn. Cái từ này, cái bụng chưa thấy luôn á. Thì tiếng tiếng này các bạn học qua mặt chữ rồi chúng ta còn biết, còn này là mình tai ngang mình vô, mình bữa vô mình đi tìm tìm từ thì giống như bỏ vô cái rừng, bỏ vô cái rừng chữ mà kêu tìm một hai chữ. Nó còn khó hơn là các bạn tìm hình nữa nha, tại hình đó chúng ta đã có ấn tượng, chúng ta đã thấy những cái hình ảnh này kia là chúng ta đã có ấn tượng trong đầu rồi, hoặc là những cái hình cái gì đó không biết, mấy cái mà tìm 3D này kia, trộn hình ảnh này kia, là những cái đó là những cái mà các bạn đã từng thấy rồi và các bạn đã từng ấn tượng và biết nó là gì rồi. Còn ba cái mặt chữ này từ trước tới giờ các bạn chưa nhìn qua và các bạn chưa từng thấy, thành ra là tìm nó rất là khó, cực kỳ khó các bạn nha.
mình may mắn mình tìm được một chữ đó có khả năng là dò ra được đó, nhưng mình đang thử thử cái cách cách tìm của mình cái đó nó hiệu quả không á. Ở ví dụ các bạn tìm một cái nào đó đó, một các bạn có thuộc thuộc nhiều nhiều cái từ khóa của Windows á, những từ khóa phần cứng của Windows, những từ khóa phần mềm á, mà những cái từ hay lặp đi lặp lại trong cái hệ hình Win đó, mà các bạn biết các bạn gõ cứ gõ tra tra ngược ha, tra từ tiếng Anh ra tiếng Trung, tra xong rồi các bạn thấy giống là ok đó. Có nhiều cái nó khó gì các bạn nha. Chắc mình phải lấy một từ kia mình tra đi, mình tìm được một từ rồi các bạn nha. Từ đó là đâu trong này nè, từ đó là từ này nè, để mình dán từ đó cho các bạn coi. Oh my god, lộn 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 rồi, lộn rồi, tìm lại. Mình nhớ cái mặt từ đó rồi, chắc tìm cũng sẽ nhanh hơn. Đâu ta? Đây nè. Đây, là một từ duy nhất thôi các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Đây nó nằm từ cuối cùng nè. Đó, thấy chưa? Đó, dịch cái coi. Copy nó lên đây đi. Play black gì đó. Đó, đó, nó là cái này này. Rồi bây giờ mình vô cái edit mình tìm nữa các bạn nha. Rồi, tìm cái này đó. Mình cho nó. Đó, các bạn như các bạn thấy đó, nãy mình tìm cái này nè. Wow, để coi cái này nó có liên quan trong cái này không. Không trả dính dáng gì hết. Rồi, enter. Hiện lên một hai từ. Hay quá các bạn ơi, lên rồi. Nhiều nhiều quá, nhiều quá nhiều, ra rồi ra rồi đó, các bạn thấy chưa, tìm một từ thôi, lên chưa lên chưa, đừng có giống cái gì, đừng có giống cái ông nãy vậy. Đó, giống cái ông nãy mà mình nó lên cho một đùi cái là mệt rồi, đói đói, đói kêu bụng kêu luôn các bạn ơi. Rồi khá là nhiều các bạn nha. Wow, cái này để coi cái sổ dưới đây nhiều không, nhiều quá là cái này brand mui khét nhiều quá, cái này là chuyển tay là đắm đuối luôn ạ. Wow, cũng không đến nỗi, thôi chuyển luôn. Bây giờ nó còn quét nữa các bạn nha, nó còn quét nữa các bạn ơi, chưa hết đâu, không dễ ăn bưởi đâu, không dễ ăn bưởi thế đâu. Thôi ơi, nó lậu linh hồn hay chết, system man nè, input nó mấy cái file này nè các bạn, nó ghi nè đó, input.dll nè, nó mấy cái file này, mấy cái file nó có chính cái ngôn ngữ các bạn muốn đỡ chuyển, các bạn thay hẳn luôn cái file ha, ví dụ input.dll đấy, mình thay hẳn cái file đó vô luôn rồi nó có khác không, nếu mà nó khác thì đỡ công chuyển các bạn nha. Giống như đây nè, main.cpn nè đó, các bạn muốn thì chúng ta cứ cứ thay qua thôi ha, nhưng mà sợ là khi mà chúng ta thay á nó làm mất thì cái tính năng mà cái WinBE mà các bạn đang có, thành ra là chuyển như mình đó, mặc dù nó mất thời gian, nó là thủ công, nhưng mà nó sẽ giữ được cái tính năng chuẩn nhất cho cái WinBE của các bạn ổn định ha. Rồi bây giờ tiếp đây, thì bây giờ làm sao thì đó, nguyên một nồi luôn nè các bạn ơi, đó nhìn thấy thèm vô đó, nồi luôn.
Wow, cái này là cái gì ta? Đấy, à, nguyên một cái dãy file luôn nè các bạn. Đó, toàn là những file di chuyển nè, đó, thấy chưa? Đây, bắt đầu. Đây cũng bộn rồi nha. Ôi, tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn ơi. Hành trình chinh phục Oban Center. Oban Center. À, đặt cái này đi. Rồi, tiếp nào. Oban Center. Rồi, sale, export. À, bây giờ mình lưu trong đấy đi. Ai quên tắt bớt mấy cái trang web. Lưu lại mấy cái trang nào. Đây, đây là bản WinBE mình dự thi này nha. Ramos dự thi WinBE. Nếu mình tổ chức cuộc thi á. Đây là cái bản này mình mua rồi nè. Nhưng mà mình đang hiện tại mình đang mua nó lại đó. Do nó còn thiếu nhiều. Nhiều quá. Thì các bạn thấy rồi đó. Nó bị khá là nhiều lỗi phông ha, toàn là tiếng Trung không. Đây đây là những cái bộ mình tích hợp đây, trong đây là có hướng dẫn luôn các bạn nha. Cái này đơn giản á, là các bạn xả nén hết cái file này vô USB rồi nạp bút bằng nút A, rồi xong rồi các bạn đặt cái file này vô theo cái hướng dẫn của đây readme nè, theo cái đường dẫn của readme này nè. Đó, ở cái file show này đặt theo đường dẫn của cái readme này là ok, là các bạn sẽ book được ha, book được UEFI và Legacy, còn mấy cái khác các bạn nghiên cứu cũng được, còn không coi chơi. Rồi mình đóng bớt đi, nhiều quá. Đây là cái gì đây? Rồi đóng bớt cái nhẹ các bạn ha. Rồi bây giờ xem cái này, cái này đổi chỗ xe coi nè. Đó, chuyển ngữ, chuyển ngữ mình bé rồi xem đây đi ha. Rồi một cái đổi cái này ra hộp hộp một nồi Trung xe tiếng Anh, ở đây cũng là, ở đây cũng là Trung sang Anh, ở đây cũng Trung sang Anh hả? Đây anh thêm chung, bỏ cái này đi. Bây giờ không có cái ảnh đâu à, thì cộng một tơ với hoa cho nó đẹp rồi. Rồi không mấy kia với thường thôi. Rồi export nó là chung nè, chung cái vai đó nè. Hoa chữ C nè, đây, RAM, cái hoa zero RAM nè, đấy, rồi, ok, import, chấm 4, cũng đối kiểu ghê hết chứ. Auto-lay. Tiếp các bạn ạ. À, khá là nhiều các bạn nha. Giống như vớ được vàng nữa. Có game trong này nữa nè.
về hỏi để mặc định đi. 6 Hello, mình là đây, cái phần này cũng dễ thôi, cứ cứ vậy làm tới thôi các bạn nha. Khi nào có nào căng căng mình sẽ chia sẻ thêm, thì mình tạm dừng ha, để mất thời gian các bạn. Rồi, qua cái quá trình mà copy này kia, mình thấy cái cách của mình nó không có hiệu quả các bạn nha. Rồi nhìn nè, tổng số file 59 file, 59 file mình trích xuất là có gồm có những cái ngôn ngữ tiếng Trung mình chuyển qua tiếng Anh đó. Thì các bạn nghĩ thì là như vậy số lượng nhiều là không không thể nào làm nổi. Rồi mình quyết định là chắc đi tìm cái file các bạn nhé. Đấy, ví dụ bây giờ nó đang dẫn tới cái file inbus.dll nè. Đây thì chúng ta vào đúng cái thứ mục Windows ha, System 32, và cái tên file này các bạn lấy trong bảng Windows tiếng Anh để chúng ta chép vào thay thế vị trí thì cho nó hiện luôn, khỏi mất công chúng ta chỉnh từng cái các bạn nha. Thì đối với WinBE và bạn muốn chuẩn thì tốt nhất là bạn muốn chuyển ngữ WinBE gì thì bạn nên lấy cái bản gốc của WinBE đó, rồi có thể là Win 8 với 8.1 có khả năng là nó sẽ tương tương thích với nhau, hoặc là Win 8.1 Win 10 các bạn thử thôi nha. Cái đó mình không chắc nha, Win 8 8.1 khả năng cao là ok. Win 7 với Win 8, Win 8.1 các bạn thử nha, cái đó mình không chắc nha. Tốt nhất là chúng ta dùng cái bản Windows tiếng Anh để chúng ta thay đổi luôn cái file gốc kia, chứ mà thay đổi theo cách của mình là mất rất là nhiều thời gian các bạn nha. Mình lặp lại nhiều lần file cả lâm mà mình nói để các bạn biết là làm thủ công như mình mất rất là nhiều thời gian, khiếp lắm các bạn nha, không phải có nhiều đó không đâu. Nè bây giờ mình ví dụ nè, container rồi, ở đây là bao nhiêu file, ở đây nó không có cho điếm các bạn, rất là nhiều các bạn nha. Ví dụ đó, mấy cái này là mình để các bạn thấy thấy tiếng Anh không, là đó là mình đã chuyển rồi đó, còn phần dưới này là chưa chuyển nè đó, thấy không, chuyển cái này tới bao giờ nữa, chuyển cái này tới một lâu luôn rồi, không tiếc không biết tới bao giờ luôn các bạn nha. Thành ra là nên tìm đúng cái file đó đi. Đây cái file nó có sẵn rồi, tên nó hiện đây, các bạn tìm thấy vô cho lẹ đó, giống như cái file này rồi. Mà nó bao nhiêu đó các bạn thấy không, một file một mà nó chứa đó, nó chứa bao nhiêu thành phần tiếng Trung nè đó. Nếu mà chúng ta thay được thì đỡ mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà không biết thay vô rồi nó chạy ổn định hay không, có được như bản gốc hay không, cái đó mình không biết nha. Ví dụ các bạn có me gốc này của mình nó đang cài đặt được rất là nhiều chương trình, cài được nè, cái mình đang quay Action nè, đấy các bạn thấy đó. Quay mấy cái file rất là cao chất lượng các bạn ha, mở cho các bạn nghe nè. Đó các bạn thấy không, nó phát ok hết luôn á đó. Đó các bạn Win BE mà bản bản này mình add thêm không tới 1 GB, 900 mấy, 950 mấy mê thôi. Nếu mà mình làm lại cái bản gốc á, thì có khả năng là theo kinh nghiệm hiện tại mình làm nó sẽ ok hơn, và nói chung mình cũng sẽ làm lại chứ mà làm theo cái thủ công này là chết luôn, một râu luôn. Thôi chia sẻ tới đây thôi các bạn nha. Rồi cái phần chia sẻ với các bạn cái phần Lot 2 Enhancer ha.
Mình đóng cái này đi, mở cái mới này, nó vẫn hiện cái cũ, bấm new. Rồi bây giờ mình sẽ cho mở những cái gói này, gói config đây ha. Ví dụ cái gói config này, gói này là bao nhiêu mê, 100. Đây, ở đây nó có nè. Ví dụ mình thấy cái gói này ra ngoài nè. Đấy. Đây, ví dụ mình muốn chỉnh cái nè. Đó, thì mình vô đây mình mở cái registry workshop lên, các bạn click vào mục file góc trái trên cùng. Các bạn chọn ủa sao nó không có lót hai. À, chắc phải qua cái chính mới được các bạn nha. Rồi. Đó, các bạn qua cái chính đó, các bạn lót hai nè. Chọn desktop nè, cái mục chứa file. Rồi, hồi nãy là shop world rất là nhiều các bạn nha. Các bạn lưu ý là chúng ta dùng đây là shop world nó 50 mấy mê nè. Chúng ta dùng á là chúng ta dùng cái file lớn, cái tên này, các bạn thấy không? Cái file này file ảo nó tạo sao. Mặc dù nó cũng có dung lượng lớn xíu nhưng mà nó không phải là cái file gốc các bạn nha. File gốc là cái file dung lượng lớn nhất nè. Rồi. Khi mà lót hai các bạn đặt cái tên gì đó cho dễ phân biệt, nó nhầm. Hoặc cần thiết các bạn để luôn cái chữ shop world nha. Cái này là cái tên đặt không quan trọng. Không quan trọng nên thành ra các bạn cứ cứ đặt đi, miễn sao nhớ cái tên nó mình đã đặt là được rồi. Đây, shop world AA đây. Đấy, trong đây là có rất là nhiều khóa để chúng ta sửa. Đó, trong cái shop world hồi nãy nó có cái gì? Trong cái shop world mà nó có được cái này thì rất là hay. Các bạn chờ mình xíu, mình mở cái file đó lên. Đây. Đấy. À, cái này nó thuộc software nè. Hay current user. Đây, mình thử coi. Đây các bạn thấy không? Ở đây mình lấy chuột phải nó chưa có ra chuẩn tiếng Anh hết nè. Nó còn tiếng tiếng Anh nữa các bạn. User chứ không phải machine. User, để coi cái mục. À, cái mục user muốn đổi chắc là phải thiếu. Chắc phải lấy add. Để cho mình load hai nữa coi được không? Load hai một cái file khác nữa các bạn nha. Nãy mình load cái shop world rồi. Bây giờ mình load cái system rồi. Ở đây chúng ta ghi lại đi các bạn. Đây, system AAA. Đây, coi nó có nằm vô đây không nha. Cái mục system nó nằm trong cái mục này luôn lạ ta. Ngày thứ ba mà mới ngủ được có 6 tiếng nữa. Thì nó báo các bạn có thể search tên như lúc đầu mình search ha, search tên như lúc đầu mình search xong rồi nó hiện ra kết quả đó. Các bạn mình gọi cái tên đầu luôn đó, các bạn
dùng cái tên này để tìm thêm nhiều cái khóa khác các bạn ha. Kết quả nằm dưới đây các bạn nha. Để mình nói với các bạn cái này nó còn sót mà. Nãy giờ ngủ ngục quá bạn. Mình tạm dừng các bạn nha. Thì kết quả cuối cùng là dựa trên những cái file mà có để chúng ta thay đổi cho nó ha. Thì cái tên này các bạn nhìn theo cách mình làm, chắc nhiều bạn đã tìm được khá là chuẩn rồi. Ví dụ là các bạn tìm những cái từ khóa một chữ mà các bạn, ví dụ đi, mình ví dụ cụ thể đi ha. Đó, mình ví dụ chữ day time cái gì, cái này là window date day and time 3 chữ là mình ví dụ cái này có phải không, cái account đó mình ví dụ đi, các bạn cứ có một cặp một chữ gì đó các bạn cứ vô đây các bạn tìm ha. Đấy, Ctrl F, Ctrl V, các bạn tìm ít kết quả thôi. Nếu mà nó ra thì nó ra rất là nhiều. Có nghĩa là tìm ít chữ thôi, có nghĩa là đừng có chỉ chữ chi tiết quá, nó sẽ ra ít kết quả. Và ngược lại, các bạn tìm nó sẽ ra nhiều kết quả. Đó, các bạn thấy không? Còn mấy cái này nó dùng hết nữa. Đây, dùng hết này là bốn mấy cái thấy sợ rồi. Bốn nghìn mấy dòng đó, mình đứng hình nữa đó, các bạn thấy không? Thôi, làm dừng đi các bạn nha. Thì cái căn bản mấy cái đó các bạn tìm ra nó có tên file nè. Thì các bạn cứ 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 tìm những cái tên mà các bạn đã chuyển đổi rồi, các bạn cứ dò thử một vài tên ha. Đó, dò dò những cái tên nào mà quen các bạn thường thấy á, rồi chúng ta dò cái nào ra thì chúng ta cứ đổi thôi. Còn nguyên cái cụm mà nó ấy, ví dụ cái cụm này nè, các bạn thấy không, bên này bên cột trái nó hiện nè, đây cột trái nó hiện ngay cái thư mục, thì cái khả năng nè, đó các bạn thấy không, nhìn nè, nguyên cái thư mục này nè, đó nó chưa có chuyển,
Ngoài toàn là nó mới có cái dòng này đã chuyển thôi, còn mấy cái kia là gần như là chưa có luôn. Cái dòng này không tính rồi, dòng này nó nói nếu mà các bạn không muốn cho đọc và Trung Quốc đó, tiếng Trung đó, thì các bạn xóa cái này luôn. Nhưng mà mình để là mình có mục đích của mình nên nha, mình để rồi thì các bạn cứ thay mấy cái tên này, chúng ta thay thế tên này ha, thì thay thế tên của các bạn tiếng Anh qua đúng cái đường dẫn Windows System 32 và tên file đấy, y như vậy các bạn cứ đổi đi nó lẹ, chứ mà làm như mình rất là lâu, mất thời gian. Vậy thôi các bạn nha, rồi hy vọng qua cái video này giúp các bạn có thêm một chút cái kinh nghiệm gì đó để chúng ta làm cái WinBE, bào chế WinBE cho nó chuẩn hơn. Còn giống như cái cách của mình như thế này đây, ví dụ đó mình lấy cái này thì khi mình nhập lại thì mình phải copy như thế này đấy. Đó, mình chuyển tới chuyển lui đó, mình dán vô đó, mình dán vô, khi mà dán hết đủ hết số lượng bao nhiêu file đây, rồi mình đóng thành một gói, mình lấy một file đó thôi, rồi mấy file còn lại mình xóa hết. Đó là một cách. Một cách thứ hai là ví dụ cái thư mục này nó chứa những cái file đây, nó chứa tất cả những cái file mà chúng ta cần chuyển nè, các bạn thấy không đó, nếu mà nó chứa file như vậy á thì nè, select 58 ở dưới đây nè, có nghĩa là 58 file, các bạn nghĩ đi, các bạn 58 file các bạn chuyển ngữ copy thể vô đây, rồi qua đây copy thể vô ngược lại, các bạn nghĩ coi 58 file đó thì các bạn mất thời gian bao lâu, rất là nhiều thời gian các bạn nha, còn nhiều khóa nữa chứ không phải một khóa này không đâu. Đó, thành ra nó có một cách nữa nè, các bạn ở đây chúng ta export này, ví dụ export này, rồi desktop, rồi chúng ta xem cái file đó coi nha. File đó là ta export export AA đúng không? À, nó có hai chữ A mình tưởng đâu mà. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó đi nguyên cái cụm như thế này. Thì trong đây cái nào mà nó ấy, các bạn copy ở đây được nó lẹ hơn đó, copy đây thảy qua rồi ấy lại xong rồi chúng ta save một loạt luôn ha, chúng ta save một loạt luôn rồi chúng ta không cần phải nối lại, không có cần phải ghép lại như nãy rất là mất thời gian. Thì thành ra các bạn cứ xuất xuất ấy, rồi cái nào mà ví dụ nó có tiếng Anh rồi, ví dụ cái dòng này đi đó, cái dòng này nó có tiếng Anh rồi thì các bạn xóa đi đó, xóa đi, tại vì mình đâu có cần phải phải ghi đè tiếng Anh nữa làm gì. Thành ra cái nào nó có rồi thì chúng ta xóa đi, chúng ta lọc lại rồi chúng ta đưa lên up vô thì nó rất là lẹ các bạn nha. Rồi, như vậy là có rất cũng cũng khá là nhiều cách để các bạn chuyển ngữ rồi ha. Mình sẽ đưa cái list này vô vô bên dưới để các bạn nghiên cứu thêm, rồi, cũng như là cái trang này để các bạn có rảnh ta tìm hiểu thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.